Cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine vào tối ngày 4 tháng 7, 2024. UAV Ukraine tập kích bắn nổ tung pháo tự hành MSDAS, mạnh nhất của Nga khi ngụy trang dưới lùm cây. Chạy cũng không thoát, căn cứ hạm đội biển đen của Nga bị xuồng không người lái của Ukraine tấn công ở quân cảng Novorossiysk. Ukraine phục kích thiêu rụi đoàn xe thiết giáp Nga ở chiến trường Donetsk. Tân Thủ tướng Hà Lan mạnh mẽ tuyên bố ủng hộ Ukraine cam kết hỗ trợ liên minh. Nga đã bỏ lỡ cơ hội vàng để giành chiến thắng ở Ukraine. Hy vọng của ông Putin ngày càng hẹp dần. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, binh lính thuộc lữ đoàn tấn công miền núi số 10 đã phá hủy thành công hệ thống pháo tự hành Amstar-S của Nga. Một đoạn video về sự tàn phá đã được dịch vụ báo chí của lữ đoàn công bố cho thấy lực lượng trinh sát trên không của đơn vị đã phát hiện và nhận dạng được pháo tự hành của Nga nhờ hành động nhanh chóng của lực lượng phòng thủ ukraine một máy bay không người lái fpv đã nhanh chóng được phóng đi và tấn công hệ thống pháo binh của nga ở khu vực phía trước sau khi trúng đạn thuốc súng bắt đầu cháy bên trong khoang chiến đấu của hệ thống pháo tự hành gây ra một vụ nổ mạnh vụ nổ này cho thấy hệ thống pháo binh đã được nạp đầy đạn dược và đã bị quân đội ukraine phá hủy Thưa quý vị, đáng chú ý, mặc dù đã lắp đặt thêm hệ thống bảo vệ chống lại máy bay không người lái FPV, pháo tự hành MSDAS của Nga vẫn bị phá hủy thành công. Cũng cần lưu ý rằng gần đây kẻ địch đã bắt đầu chịu tổn thất về pháo tự hành vì số lượng máy bay không người lái FPV trong lực lượng phòng vệ đã tăng đáng kể. Trước đó, military đưa tin quân đội Ukraine và những kẻ xâm lược đã công bố video và ảnh với ít nhất 9 đơn vị quân đội Nga bị các hệ thống này phá hủy vào tháng 5 và tháng 4. Điều đáng chú ý là con số này chỉ bao gồm các hệ thống pháo binh được ghi lại trên video hoặc hình ảnh công khai. Phương tiện phá hủy chính là máy bay không người lái tấn công FPV mang theo một lượng thuốc nổ lớn. Chạy cũng không thoát, căn cứ hạm đội biển đen của Nga bị xuồng không người lái Ukraine tấn công ở quân cảng Novorossiysk. Theo các báo cáo địa phương, xuồng không người lái của hải quân Ukraine đã tấn công một cảng ở thành phố Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar nơi có căn cứ hải quân của hạm đội biển đen nga. Mùa thu năm ngoái, nga đã di dời nhiều tàu chiến của mình khỏi Crimea đã sắp nhập đến căn cứ Novorossiysk ở vùng Krasnodar của nga do các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhằm vào các tàu thuyền của nước này. Khi Kiev tìm cách đảo ngược việc nga sắp nhập bán đảo biển đen, vào năm 2014. Thị trưởng Novorossiysk Andrei Kravchenko đã thông báo về cuộc tấn công bằng thuyền không người lái vào sáng sớm thứ Tư, trong khi các kênh Telegram địa phương cho biết người dân báo cáo đã nghe thấy nhiều tiếng nổ. Thị trưởng cảnh báo, đừng ra ngoài, đặc biệt là bờ kè ven biển. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để xin đưa ra bình luận. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào hải quân Nga bằng xuồng không người lái và hàng hải Magura V5 trong những tháng gần đây. Vào tháng 5, Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết họ đã gây thiệt hại trị giá 500 triệu đô la cho các tàu hải quân của Nga trong suốt cuộc chiến. Người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Ukraine Andriy Yusov cho biết, xuồng không người lái Makura V-5 là vũ khí chính và tốt nhất mà Ukraine có để nhắm vào hàm đội Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm thứ Tư rằng hai máy bay không người lái của hải quân đang hướng đến Novorossiysk đã bị phá hủy ở Biển Đen. Kênh telegram địa phương Crimeanwin đã đặt câu hỏi về phiên bản của sự kiện của Moscow. Cái này đã công bố hình ảnh vệ tinh được cho là cho thấy đám cháy bùng phát tại cảng Novorossiysk. Kênh này cho biết có thứ gì đó đang cháy ở bến số 7, 12 và tại một doanh nghiệp gần cảng. Trong khi đó, Nga báo cáo về việc phá hủy hai xuồng không người lái trên biển. Nhưng vì lý do nào đó, đám cháy lại xảy ra trên đất liền. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 10 năm ngoái cho thấy, hàm đội Nga đang chạy trốn khỏi Sevastopol ở Crimea đến Novorossiysk. Các tàu cũng đang hướng đến cảng hải quân Nga ở Feodosia, xa hơn về phía đông trên bán đảo Crimea đã sáp nhập. Những hình ảnh vệ tinh gần đây hơn từ tháng 4 được chia sẻ bởi nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở Osin MT Anderson dường như cho thấy hàm đội biển đen đã phần lớn tự bỏ các căn cứ hải quân lớn của mình ở Crimea. The cựu phát ngôn viên của hải quân Ukraine và hiện là phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine, cho biết vào tháng 3 rằng mục tiêu cuối cùng của Kiev là xóa sổ hoàn toàn các tàu quân sự của cái gọi là Liên bang Nga tại khu vực biển Azov, và Biển Đen. Tháng trước, ông chia sẻ với hãng tin RBC của Ukraine rằng cho đến nay, một phần ba hàm đội Biển Đen của Nga đã bị vô hiệu hóa. Ukraine phục kích thiêu rụi đoàn xe thiết giáp Nga ở chiến trường Donetsk. Một đoạn video cho Ukraine công bố cho thấy hàng chục xe bọc thép của Nga bị quân đội Kiev phá hủy trên chiến trường, Tổng cục Tình báo Ukraine HUR đã chia sẻ đoạn phim quay bằng máy bay không người lái trên các kênh truyền thông xã hội của mình, cho biết một trong những đơn vị của họ đã đốt cháy hơn một chục phương tiện của Nga chỉ trong một ngày. Không rõ đoạn phim này được quay khi nào hoặc ở đâu, Newsquid đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để xin bình luận cả Moscow và Kiev đều được cho là đã mất một lượng lớn nhân sự và thiết bị sau khi bị Nga bắt đầu cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv vào ngày 10 tháng 5, chiếm giữ các ngôi làng trên biên giới đông bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày 8 tháng 6 rằng cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kharkiv đã không thành công. Một kết quả rất quan trọng là quân đội Nga đã thất bại, hướng đi được củng cố và sẽ được củng cố hơn nữa. Ông nói sau cuộc họp với tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đó là Oleksandr Sitsky. HUR cho biết vào hôm thứ tư rằng hậu cần của đối phương đang bị tấn công trên sắt ở tiền tuyến đang phá hủy thiết bị của nga. Những người lính của đơn vị đặc biệt của HUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine gọi là K49 trên tiền tuyến đã đốt cháy hơn một chục đơn vị xe ô tô và xe bọc thép của người Muscovites trong một ngày. Tổng cục tình báo Ukraine tiếp tục. Công tác phá hủy hậu cần của quân xâm lược Nga bằng máy bay không người lái FPV vẫn tiếp tục hiệu quả, vinh quang cho Ukraine. Truyền thông Ukraine đưa tin rằng đơn vị k chín của Tổng cục Tình báo Ukraine được thành lập vào đầu cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 và các thành viên bao gồm các cựu chiến binh của quân đội Ukraine. Tháng trước, một sĩ quan tình báo cấp ca của đơn vị k chín thuộc tổng cục tình báo ukraine có mật danh là deputat đã nói với rbc ukraine rằng đơn vị tình báo này đã phá hủy rất nhiều xe của địch trong một nhiệm vụ, ông nói. Điều này bao gồm xe bọc thép, xe bọc thép chở quân, xe tăng và xe không bọc thép. Vì không có những hành động và cuộc tấn công dữ dội nào trong khu vực của chúng tôi như ở Donbas hay vùng Kharkiv, nên hiện chúng tôi đang tích cực chiến đấu trên các tuyến đường hậu cần của họ. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải số liệu về tổng thất quân đội và thiết bị của Nga như một phần trong bản cập nhật hàng ngày về cuộc chiến. Bộ này cho biết Nga đã mất 17 xe bọc thép trong ngày qua, nâng tổng số lên 15.583. Tân Thủ tướng Hà Lan mạnh mẽ tuyên bố ủng hộ Ukraine, cam kết hỗ trợ hết mình. Thủ tướng mới của Hà Lan shop hôm thứ Tư đã cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính, quân sự và chính trị cho Ukraine khi ông nhắm vào Nga trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên của mình. Ông Schott một cựu giám đốc tình báo phát biểu trước quốc hội rằng chúng ta không nên ngây thơ. Chỉ cách đây vài giờ bay, có một cuộc chiến khủng khiếp nơi mà mạng sống con người không quan trọng đối với Nga. Ông nhấn mạnh, Ukraine có thể tiếp tục trông cậy vào Hà Lan về hỗ trợ tài chính, quân sự và chính trị. Dick 67 tuổi, cũng cam kết sẽ đạt được mục tiêu chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng do Liên minh NATO đặt ra sắp được người tiền nhiệm của ông là mark trut lãnh đạo phát biểu trước một nhóm nhỏ các nhà báo sau lễ nhậm chức vào thứ ba ông soft cho biết mối đe dọa chính đối với đất nước nên rõ ràng đến từ phía đông ông nói có lẽ vì tôi là người đứng đầu cơ quan an ninh nên tôi lo lắng hơn những người khác một chút dưới thời ông Ruth Hà Lan đã ký một thỏa thuận trong năm nay về khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ euro trong vòng 10 năm cho Ukraine, sau đó bổ sung thêm 1 tỷ nữa. Ông Ruth cũng đi đầu trong nỗ lực cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev, một quyết định được Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả là lịch sử trong chuyến đi tới Hà Lan. Tân Thủ tướng Hà Lan Dixov đứng đầu một nội các khác thường khi không có sự tham gia của các nhà lãnh đạo của bốn đảng cánh hữu đã thành lập liên minh sau chiến thắng bầu cử của nhà lãnh đạo cực hữu Greg Weider. Wilders đã từ chức sau khi một số đối tác đàm phán liên minh đe dọa sẽ phá hoại các cuộc đàm phán nếu ông là thủ tướng vì lo ngại về quan điểm chống Hồi giáo và hoài nghi châu Âu của ông các nhà lãnh đạo ở bruxelles đang theo dõi chặt chẽ hà lan một thành viên chủ chốt của liên minh châu âu để xem liệu hà lan có tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong khối hay không ông soft cam kết tuân thủ các thỏa thuận quốc tế nhưng cảnh báo hà lan sẽ không áp dụng các quy định chặt chẽ hơn các quốc gia khác về chính sách môi trường ông soft nói chúng ta không phải lúc nào cũng là cậu bé giỏi nhất lớp và chúng ta không đủ khả năng để trở thành như vậy Nga đã bỏ lỡ cơ hội vàng để giành chiến thắng ở Ukraine. Hy vọng của ông Putin ngày càng hẹp dần. Cựu thiếu tướng người Úc Mick Bryan cho biết vào hôm thứ Ba rằng, Nga đã bỏ lỡ cơ hội đánh bại Ukraine và giành được những lợi thế đáng kể trên chiến trường. Ông nói, Nga đã xây dựng được động lực chiến lược với các cuộc tấn công vào Ukraine trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, họ phần lớn đã không khai thác được các cơ hội của mình. Ryan một thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đã viết trên mạng xã hội X, Nga dường như đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để dán một đòn quyết định vào Ukraine trong cuộc chiến này. Cựu tướng lĩnh cho biết, Nga đã bỏ lỡ cơ hội đạt được những lợi ích xuất hiện vào cuối năm 2023 khi Ukraine kết thúc cuộc phản công không thành công do thiếu đạn dược và nhân lực. Tướng Ren lập luận rằng, trong 6 tháng qua, người Nga nhìn chung đã không tận dụng được sự hội tụ của các cơ hội này. Ông cho biết tình hình này có lẽ là cơ hội tốt nhất để Nga đạt được những thành quả đáng kể trên chiến trường, từ đó có thể gia tăng đáng kể áp lực chính trị và ngoại giao lên Ukraine để đàm phán hòa bình. Ông chỉ ra sự tiến triển hạn chế của Nga, lưu ý rằng người Nga đã phải trả giá bằng hàng ngàn sinh mạng cho mỗi km lãnh thổ bị chiếm giữ. Ryan nói, đó là lợi nhuận đầu tư kém trong bất kỳ cuộc chiến nào và thương vong đang gia tăng. Nga chủ yếu sử dụng quân đội của mình trong các hành động nhỏ, tốn kém, một chiến lược chiến tranh tiêu hao mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận công khai vào tháng trước. Ryan cho biết chiến thuật này đã phản tác dụng và ngăn cản người Nga thực sự xây dựng một lực lượng lớn hơn, chất lượng tốt hơn, một lực lượng lớn có thể thực hiện các hoạt động tấn công quy mô lớn hơn. Sau khi đến thăm Ukraine vào đầu năm nay, Ryan dự đoán rằng những nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến những người ủng hộ Ukraine có thể là một vấn đề, vì nó đã khiến một số người Mỹ hạ thấp tình hình nghiêm trọng của Ukraine và quay lưng lại với các nỗ lực viện trợ của Hoa Kỳ. Trong luận luận mới nhất của mình, ông cho biết chiến dịch của Nga rõ ràng không thuyết phục được những người ủng hộ nổi bật nhất của Ukraine. Trong khi Nga có thể có thời gian để tăng cường các cuộc tấn công, Ukraine đang cố gắng cải thiện thế trận quân sự của mình một cách ổn định. Tướng Ryan kết luận, câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu Ukraine, quốc gia đang tìm cách giải phóng nhiều vùng lãnh thổ hơn do Nga chiếm đóng, có thể xây dựng tất cả các yếu tố vật chất, đạo đức và trí tuệ khác nhau của sức mạnh chiến đấu tấn công để làm tốt hơn những gì Nga đã làm vào cuối năm nay hoặc năm 2025 hay không? Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại